Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với chaitv.vn. Đây là chuỗi bài học về Java. Chúng ta đang ở bài số 11. Trong bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các phép toán cơ bản trong Java các bạn nhé. Ok, đây mình có các phép toán cơ bản trong Java. Thì giống như những cái ngôn ngữ lập trình khác mà các bạn đã từng học. Ví dụ như là C, C++, C cộng cộng đó, rồi C thăng hoặc là Pascal hoặc là những cái ngôn ngữ lập trình khác, thì trong Java nó cũng có những cái phép toán đó là cộng, trừ, nhân, chia và chia lấy dư. Thì các bạn nhìn lên trên màn hình nhé, cái phép cộng đây nè, phép trừ, phép nhân, phép chia và phép chia lấy dư. Thì phép chia lấy dư nó sẽ được tính toán bởi cái dấu phần trăm các bạn nhé. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ mở Eclipse lên và sau đó chúng ta sẽ nhập thử hai con số từ bàn phím, sau đó chúng ta sẽ thực hiện cái phép tính cộng trừ nhân chia các bạn nhé. Ok. Rồi, ok, mình sẽ mở ra một cái dự án mới, một cái Java project mới nhé. Trong đây thì mình sẽ tạo một cái class, đó là class ví dụ. Rồi, ok, ở đây thì mình lại tiếp tục tạo ra một cái hàm main. Bây giờ thì mình sẽ khai báo nha các bạn, mình sẽ khai báo biến nha. Mình sẽ khai báo biến. Thì ở đây mình sẽ có hai cái biến là A, B. Rồi, sau đó mình sẽ cho người dùng á, họ nhập hai cái biến A, B này từ bàn phím nha. Mình sẽ nhập dữ liệu nè. Thì để nhập được dữ liệu đó thì chúng ta sẽ phải cần có cái một cái biến là biến scan. Trong cái bài trước thì chúng ta đã nói về cái biến scan này rồi. Thì các bạn cứ tạo ra một cái scanner SC nhé, bằng new scanner. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chọn lấy cái nguồn dữ liệu là system.in, nghĩa là lấy từ bàn phím đó. Rồi, ở đây thì chúng ta lại xuất ra một cái thông báo là nhập vào, đây, nhập vào A bằng. Rồi, sau đó mình sẽ cho A bằng SC. Các bạn có nhớ cái hàm để nhập một số nguyên là gì không ạ? À? Đó là nest, nest in, int nhé. Rồi tương tự như vậy thì mình cũng sẽ cho cái đoạn code này copy lại nhé để mình nhập vào cái số B. Rồi mình cho nhập vào B bằng, thì ở đây B sẽ bằng nest in. Như vậy là chúng ta nhập được hai cái giá trị A, B rồi đó, hai cái giá trị A, B. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau và xuất xuất ra màn hình cái kết quả tính toán của hai con số này nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nè, mình sẽ có một cái biến là int nhé, tính tổng nha, tổng bằng A cộng B. Đó, bây giờ mình sẽ làm từng cái biến một. Thì mình sẽ xuất ra màn hình cái kết quả luôn để cho nó dễ theo dõi. Đây, xuất out nhé. Thì mình sẽ đánh cái đoạn code như sau. A, rồi, sau đó cộng cho cái dấu là dấu cộng nhé. Dấu cộng, rồi, ở đây mình viết sát đi, rồi. Tức là mình muốn in ra màn hình cái dấu cộng đó, thì mình phải cộng một cái dấu cộng ở trong cái ngoặc như thế này. Sau đó cộng B. Rồi sau đó mình lại cộng cho một cái dấu bằng. Đó. Thì bằng tổng nhé. Đó. Ok chưa? Rồi. Thôi bây giờ mình trước mắt đó là mình sẽ chạy thử một cái hàm là một cái đoạn là đoạn tính tổng nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ tính những cái phép toán còn lại. Mình chọn Run S. Mình chọn Java Application. Rồi bây giờ mình sẽ nhập vô A nè. A bằng 5. Rồi. B bằng 10, vậy A cộng B đó là 10, 15 đó các bạn nhé. 5 cộng 10 bằng 15, rất là dễ đúng không các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm những cái phép toán khác. Đó là phép trừ. À, phép hiệu đi ha. Đó, A trừ B. Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ có phép chia. Thì cái phép chia này nó sẽ hơi đặc biệt một chút. Các bạn sẽ thấy là chúng ta nó sẽ bị sai. Nhưng mà không sao hết, thì chúng ta sẽ sửa lại sau đó nhé. Đây mình sẽ cho hiện thương nhé, cộng trừ, à xin lỗi mình thiếu phép, à, mình cho xong phép chia đi. Rồi chỗ này là thương, chúng ta còn một phép trước phép chia đó là gì các bạn? Đó là phép nhân nhé, đó là phép nhân. Đây phép nhân, rồi a nhân b đó, a nhân b thì là dấu sao nhé. Rồi chỗ đây mình cũng dấu sao nè. Thì ở đây mình cho nó là phép nhân nha. Rồi mình còn một cái phép nữa đó các bạn. Đó là phép chia lấy dư à, các bạn. Ok mình sẽ thử nhé. Số dư.
số dư là a phần trăm là shift gạch rồi số 5 trên bàn phím laptop đấy ha. A phần trăm cho B thì bằng số dư đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ chạy thử nè. Thì ở trong đây thì mình lưu ý với các bạn là khi mà các bạn làm việc với số nguyên á, các bạn tính tổng, tính hiệu, tính nhân, tính số dư thì cái kết quả của chúng ta của những cái phép toán này nó có thể trả về số nguyên, nhưng mà thường á, nó sẽ trả về một số thực. Tuy nhiên ở đây thì mình chạy gắn vào cái chữ cái biến là biến thương như thế này thì các bạn sẽ thấy kết quả nó sẽ bị sai, nhưng chúng ta sẽ sửa sau đó ha. Mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao nó sai. Bây giờ nè, mình cho A bằng 5 nè, rồi B bằng 2. Các bạn đoán giúp mình xem nè, A cộng B nghĩa là 5 cộng 2 bằng mấy? 5 cộng 2 bằng 7 nha. Rồi 5 trừ 2 bằng mấy? 5 trừ 2 bằng 3. Rồi 5 chia 2 bằng mấy? 5 chia 2 là 2,5, 2,5 nha. Và một cái nữa đó là 5 chia lấy dư cho 2 là được mấy các bạn? Là được 1 đúng không? 2 nhân 2 là 4 cộng 1 là 5. Vậy thì 5 chia 2 nó là 1. Nhưng các bạn sẽ nhìn cái kết quả giúp mình nhé. Đây, 5 cộng 2 bằng 7 là đúng rồi. 5 cộng 2 bằng 7 là đúng rồi. 5 nhân 2 bằng 10. 5, xin lỗi, mình bị sai cái chỗ nào nhỉ? Đây, chỗ này. Dấu này là dấu trừ. Chạy lại đi. Mình chạy lại cho nó chính xác. Tại nãy mình sai cái đoạn đó ha. Ok, đây, nhập lại nè. 5 nè. Rồi 2 nè. Đó, các bạn nhìn nè. 5 cộng 2 bằng 7. 5 trừ 2 bằng 3. 5 nhân 2 bằng bằng 10. 5 chia 2. 5 chia 2 phải ra 2,5 mới đúng chứ. Đúng không ạ? Nhưng mà tại sao nó ra 2? Tại vì chúng ta đang làm việc trên cái không gian là không gian số nguyên. Chúng ta muốn có kết quả nó là số thực thì chúng ta phải ép kiểu nó về số thực nha. 5 chia lấy dư cho 2 nó được 1 là đúng rồi. Ok, như vậy á, cái thương chỗ này nè, chúng ta không thể nào để nó là số nguyên được. Chúng ta phải chuyển nó sang kiểu float. Và ở đây các bạn có nhớ cái bài hôm trước chúng ta nói về vấn đề ép kiểu không? Đó là chúng ta sẽ đặt kiểu dữ liệu trước cái biến là xong. À, rồi chúng ta chạy lại thử nha. Run S nè, Java Application nha. Rồi, ok, mình sẽ nhập thử nè. 5 nè, 2 nè. Đó, các bạn sẽ thấy được cái kết quả của mình nó sẽ ra như thế này nhé. Ok, như vậy là các bạn đã vừa xem xong cái video clip giới thiệu về những cái phép tính cơ bản ở trong cái ngôn ngữ lập trình Java. Thì các phép tính tổng, hiệu, nhân, chia lấy dư thì những cái phép này thì thường nếu mà các bạn là nhập vào số nguyên á, thì nó sẽ cho các bạn một con số nguyên, nhưng khi các bạn tính thương là tính cái phép chia thì chúng ta phải ép kiểu các bạn nhé. Các bạn phải nhớ nhớ cái điều này nè để khi mà chúng ta làm nó không có bị sai. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip này của mình. Các bạn hãy click đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video clip mới nhé. Và nếu có câu hỏi, có thắc mắc hãy comment phía bên dưới, mình sẽ dành thời gian để trao đổi thêm với các bạn. Hy vọng rằng những cái chuỗi bài nhỏ này nè, nó sẽ giúp cho các bạn có được cái thói quen và có được cái khả năng về cái lập trình Java. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trên màn hình thì mình đang để một số cái video clip mới đó, các bạn có thể click chuột vào để tiếp tục xem về Java nhé. Chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo.